Chiều nay, 21 tháng 6 năm 2019, các báo nhà nước đồng loạt loan tin về việc Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước, kiêm Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam xuất hiện trở lại sau khi vắng mặt. Ở cuộc gặp mặt cử tri Hà Nội ngày 19 tháng 6 vì bận công tác, sau 2 tháng vắng bóng thất thường. Theo đó, tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ. Bộ Chính trị đã quyết định phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 và quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. Hôm nay tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ. Sau khi xem xét báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Bộ Chính trị hoan nghênh Ban Chỉ đạo đã tập hợp đầy đủ ý kiến của các ủy viên Trung ương tại Hội nghị Trung ương 9 khóa 12 tháng 12 năm 2018, thực hiện kế hoạch số 11 của Bộ Chính trị, đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng và tổ giúp việc khẩn trương thẩm tra hồ sơ nhân sự dự kiến đưa vào quy hoạch, thực hiện nghiêm túc chặt chẽ đúng các quy định, quy trình về công tác cán bộ. Trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ đạo, Bộ Chính trị đã quyết định phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ Chính trị do Ban Chỉ đạo thông báo cho tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị biết về kết quả phê duyệt, đồng thời giao cho Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương cơ quan, đơn vị tiến hành thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức gắn với luân chuyển, sắp xếp, bố trí công tác đối với các cán bộ được quy hoạch, để chủ động chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, trên cơ sở xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương số 374/TTR-BTCTU ngày 20 tháng 6 năm 2019, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trở lại sau một tháng vắng mặt trên truyền thông. Chiều ngày 21 tháng 6 năm 2019, các tờ báo nhà nước đồng loạt loan tin việc ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện trở lại sau khi vắng mặt ở cuộc gặp mặt cử tri Hà Nội vào ngày 19 tháng 6 vì bận công tác. Theo đó, tại Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét công tác nhân sự và quyết định thi hành kỷ luật cán bộ. Những hình ảnh của Thông tấn xã Việt Nam cho thấy, ông Trọng đã có thể đi lại và ngồi ghế mà không có dây đai như lần xuất hiện vào ngày 14 tháng 5 năm 2019. Ông Nguyễn Phú Trọng được cho là có vấn đề về sức khỏe sau khi đi thăm tỉnh Kiên Giang vào ngày 14 tháng 4 năm 2019. Một tháng sau, ông ta trở lại, gặp gỡ một số lãnh đạo Đảng Cộng sản và nhà nước chủ chốt với sợi dây đai vòng quanh người. Ông cũng xuất hiện liên tiếp trong Hội nghị Trung ương đến ngày 19 tháng 5, thì vắng mặt cho đến tận ngày hôm nay. Ông Trọng được phẫu thuật não. Việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục vắng mặt hàng tháng trời sau khi xuất hiện vào ngày 14 tháng 5 năm 2019 đã có lời giải đáp. Một nguồn tin nội bộ chưa được kiểm chứng nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã được ekip bác sĩ Việt-Nhật cắt bỏ mạch máu tại vị trí có cục máu đông và máu dẫn lên não tạm thời được thay thế bằng một cái ống dẫn. Đó là lý do mà ông Nguyễn Phú Trọng phải vắng mặt nhiều ngày nữa. Ngày 14 và 15 tháng 5, sau một tháng chữa trị bệnh tai biến xảy ra ở Kiên Giang, thì tình hình sức khỏe của ông Trọng có khá lên và ông cũng đã trình diện trước công chúng. Nhưng sau đó, tình hình sức khỏe của ông Trọng không những không tiến triển mà còn có dấu hiệu tệ hơn. Với một con người đã 75 tuổi, tình trạng yếu nửa người, lơ mơ và rơi vào hôn mê. Các bác sĩ tiên lượng tình hình rất xấu, bệnh nhân được ekip bác sĩ giỏi của Bệnh viện Quân y 108 và các chuyên gia hàng đầu của Nhật quyết định mổ cắt bỏ mạch máu tại vị trí có cục máu đông trong não. Nguyên nhân xác định là do xuất huyết não, có nguy cơ biến chứng phức tạp, thậm chí là tử vong. Sau hội chẩn khẩn cấp, bệnh nhân được thực hiện chụp cắt lớp vi tính, có bơm thuốc xác định chính xác nguyên nhân nhằm có phương pháp mổ tối ưu. Các bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh tại Bệnh viện Quân y 108 cho chụp CT có bơm thuốc, thì tình trạng xuất huyết não của bệnh nhân được đánh giá toàn diện, loại trừ nguyên nhân dị dạng mạch máu não. Ekip bác sĩ Việt-Nhật đã quyết định tiến hành phẫu thuật loại bỏ một lượng lớn máu tụ từ vỡ mạch máu não do tăng huyết áp.
Trước phẫu thuật, bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng ở tình trạng rất nghiêm trọng, phù não với lượng máu tụ lớn, ca mổ với mục tiêu giải phóng áp lực cho não, yêu cầu đường mổ đủ lớn, cũng đồng nghĩa với nguy cơ biến chứng sau mổ phức tạp. Cái khó của ca mổ này là phải tiên lượng được cuộc mổ và những khả năng có thể xảy ra, cần chuẩn bị để chủ động bù vào, độ rộng mở sọ hợp lý để giải phóng chèn ép não và lấy hoàn toàn khối máu tụ gây chèn ép não, đồng thời xử lý cầm máu các thương tổn đang chảy máu trong sọ. Ca mổ sọ não dự kiến diễn ra trong vòng 2 giờ 30 phút đồng hồ. Ekip phẫu thuật toàn là những chuyên gia giỏi phối hợp tốt, dự phòng các biến chứng đúng mức. Hiện giờ bệnh nhân đang được các bác sĩ theo dõi sát sao và cũng chưa thấy xuất hiện biến chứng nào. Chắc chắn là Nguyễn Phú Trọng sẽ vắng mặt trên chiến trường nhiều tháng nữa để dưỡng bệnh. Với một người bình thường thì có lẽ đã không thể sống nổi. Nhưng đây là bệnh nhân đặc biệt, bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng, nên được ekip các bác sĩ giỏi nhất của Việt Nam và Nhật Bản tận tình cứu chữa, nên bệnh nhân mới sống được đến bây giờ. Hiện nay khoa ngoại thần kinh tại Bệnh viện Quân y 108 là khoa có nhiều bác sĩ giỏi hàng đầu Việt Nam đang làm việc. Thêm vào đó là thiết bị y tế hiện đại hàng đầu. Chính vì thế, họ hoạt động hiệu quả, phối hợp tốt, chủ động ứng phó, giúp các can thiệp cần thiết được thực hiện trong khoảng thời gian vàng. Chính vì thế mà bệnh nhân Nguyễn Phú Trọng được chữa trị. Đột quỵ xuất huyết não có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thậm chí là cả trên những người không có tiền sử về căn bệnh này trước đó. Đặc biệt là ở người lớn tuổi thì nguy cơ càng cao hơn. Do vậy, bệnh nhân một khi rơi vào tình trạng này cần được nhận biết sớm và can thiệp kịp thời. Thời gian quyết định mức độ biến chứng và cả mạng sống của bệnh nhân. Với vị thế như ông Trọng, những điều kiện này hoàn toàn có thể được đáp ứng tốt. 75 tuổi, giải phẫu cắt bỏ mạch máu não mà có thể bình phục như trước khi tai biến thì quả thật, y khoa của nhân loại chưa đạt tới. Có thể vài tháng nữa ông Trọng mới xuất hiện, nhưng chắc chắn trong tình trạng không thể khỏe mạnh như trước khi ngã bệnh được. Dù muốn hay không thì năm 2021, ông ta cũng phải kết thúc sự nghiệp chính trị mà thôi. Láo, rất láo, anh Trọng ạ. Bài viết của tác giả GB Nguyễn Hữu Vinh. Ngay từ khi vào lớp 1, học sinh được học một bài thơ về kỷ luật và luân lý, trong đó có câu rằng xin nghỉ học phải có đơn, hoặc là phải có gia nhân gặp thầy. Thầy cho nghỉ 1-2 ngày, gặp thầy hiệu trưởng, nghỉ dài ngày hơn. Đó là quy định tối thiểu cho đứa học sinh đi học, còn phải nhờ cô đưa đi đái đã được học và phải tuân theo mới là lễ phép và đúng quy định. Học sinh đứa nào không làm theo là bị kỷ luật, mời phụ huynh đến và nêu tên dưới cờ, trước lớp, trước trường. Huống chi anh Trọng là đầy tớ trung thành, tận tụy của nhân dân, mà cứ tự ý nghỉ việc cả hơn 2 tháng nay, từ 14 tháng 4 mà không hề có đơn, cũng không hề có ý kiến ý cò gì với các ông chủ nhân dân, những người thuê ông và trả lương cho ông làm việc phục vụ. Thậm chí, anh đã hẹn gặp cử tri Hà Nội để báo cáo cử tri vào sáng ngày 18 tháng 6, báo chí đã đưa tin rầm rộ hẳn hoi. Nhiều ông chủ bận trăm công ngàn việc, phải đi làm lấy tiền đóng thuế nuôi anh, nhưng vẫn bỏ công để đến nghe anh báo cáo và trình bày. Thế mà anh không hề có nửa lời với ông chủ, không thèm viết đơn báo trước, cũng không thèm cho gia nhân đến báo cáo hoặc là xin phép, tự ý nghỉ việc và lỡ hẹn với các ông chủ của mình. Chỉ cho một thằng lính lác, đến giờ mới chạy vào báo là anh Trọng xin phép vắng mặt vì đi công tác. Xin hỏi anh, công tác gì quan trọng bằng việc gặp ông chủ theo kế hoạch đã định? Công tác ở đâu mà báo chí như ruồi, không hề có thông tin? Hay anh ở nhà ngủ với vợ, không muốn dậy rồi nói thế? Đây là hành động rất láo, rất hỗn xược của tên đầy tớ vô dụng này với các ông chủ của mình. Lẽ ra mấy cái ông chủ kia cần phải ngay lập tức gọi điện cho phụ huynh, triệu tập phụ huynh ngay. Triệu tập phụ huynh anh đến và thông báo kỷ luật nêu tên trước lớp trước trường về hành động vô kỷ luật bấy lâu nay của anh. Lẽ ra anh tự ý bỏ việc 2 tháng liền không hề có đơn từ, có ý kiến thì nhân dân là các ông chủ phải thẳng tay đuổi cổ anh về đuổi gà vì hành động vô kỷ luật đó. Điều cần hơn là phải xem lại công việc anh làm có cần bố trí một nhân mạng thay vào đó hay không. Hay hoặc là bỏ hẳn công việc đang giao cho anh, hoặc là bỏ hẳn anh ra ngoài để giao cho người khác. 2 tháng anh không làm việc, nghĩa là không có anh thì mọi việc vẫn bình thường, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình của thế giới. Thế nhưng cái đám ông chủ ăn hại kia lại dung túng cho việc thiếu ý thức kỷ luật này của anh. Đó là hành động tiếp tay cho việc làm hư hỏng đầy tớ nhân dân và phá hoại tài sản của ông chủ.
cần phải thay các ông chủ như hình nộm này luôn. Như vậy anh đã tự ý biến các ông chủ theo tiếng nghệ choa là thành chủ không. Nguyễn Phú Trọng bận việc không gặp cử tri, báo nhà nước phải gỡ tin. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã không dự buổi tiếp xúc cử tri vào sáng ngày 19 tháng 6 ở quận Hoàn Kiếm, đơn vị số 1, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm theo như lịch trình đã công bố của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, ông Trọng hiện diện cùng 3 đại biểu khác là Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, bà Bùi Huyền Mai và bà Đào Tú Hoa, cùng trả lời chất vấn của cử tri về những vấn đề thời sự và chuyện chống tham nhũng. Tình huống này khiến cho Infonet, báo của Bộ Thông tin Truyền thông và hàng loạt báo khác phải đồng loạt gỡ bản tin đã đăng vào đêm hôm trước. Những người truy cập link bài về việc này hiện chỉ thấy báo lỗi 404. Báo Việt Nam Net của Bộ Thông tin Truyền thông hôm 19 tháng 6 tường thuật rằng ông Nguyễn Hồng Phú, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm cho biết Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng do bận công tác nên xin phép không dự cuộc tiếp xúc cử tri sáng nay. Cử tri Nguyễn Văn Hòa ở phường Hàng Bồ chúc ông Nguyễn Phú Trọng luôn mạnh khỏe để tiếp tục công tác lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân giành nhiều thắng lợi hơn nữa. Tờ báo không giải thích chi tiết về chuyện bận công tác của ông Trọng. Trong lúc tiếp xúc cử tri luôn được cho là công tác quan trọng với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vì đó là cách họ thể hiện việc dân vận gần dân. Lẽ ra ông Trọng là người cuối cùng trong tam trụ phải hoàn tất lịch trình tiếp xúc cử tri sau Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Lần vắng mặt gần đây nhất của ông Trọng là buổi trình Công ước 98 tại Quốc hội Cộng sản Việt Nam mà ông ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm thay mình. Việc người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam liên tiếp vắng mặt càng khiến cho công luận tin và tin lan truyền trên mạng xã hội rằng ông Trọng vẫn đang phải ngồi xe lăn và hai lần xuất hiện trong cuộc họp hội nghị cán bộ chủ chốt và phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 10 hôm 16 tháng 5 là ông ta được sắp xếp ngồi sẵn trên ghế trước khi những người khác được vào khán phòng. Lâu nay các buổi tiếp xúc cử tri của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam được nhìn nhận như một tiết mục dàn dựng sẵn với những cử tri được sắp xếp đặt câu hỏi hoặc là đưa ra lời ca ngợi lãnh đạo. Đặc biệt, mạng xã hội ghi nhận có một cử tri luôn đồng hành với ông Trọng trong các buổi tiếp xúc cử tri là ông Trần Việt Hoàn, cựu giám đốc khu du tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, ngụ ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Ông Hoàn được đặc quyền phát biểu mồi trong các buổi tiếp xúc cử tri có sự hiện diện của ông Trọng trước đây. Người ta thấy ông Hoàn luôn hiện diện và đặt câu hỏi trong lúc mỗi đợt trả lời chất vấn thường chỉ vài chục câu hỏi. Từ hôm 14 tháng 4 đã xuất hiện nhiều tin đồn về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng trên mạng xã hội và báo đài hải ngoại. Cho đến ngày 25 tháng 4, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam chính thức lên tiếng trong cuộc họp báo xác nhận rằng ông Trọng bị ảnh hưởng đến sức khỏe vì cường độ làm việc cao và thay đổi thời tiết, và rằng ông ta sẽ sớm trở lại làm việc bình thường.